Xin chào mừng tất cả các quý khách hàng đến với Rossy Việt Nam. Hiện công ty đang là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất xuất nhập khẩu thiết bị chế biến thực phẩm công nghiệp số 1 tại Việt Nam. Để được cập nhật các thông tin mới nhất, nhanh nhất, chính xác nhất về các bài test cũng như là giới thiệu sản phẩm, xin mời các bạn hãy nhấn vào nút đăng ký hay hoặc là gọi ngay cho chúng tôi theo số điện thoại bên dưới màn hình để được cập nhật tất cả các thông tin một cách nhanh chóng nhất. Một lần nữa, Rossy Việt Nam xin gửi lời cảm ơn tới quý vị khách hàng đã quan tâm về các sản phẩm dịch vụ của Rossy Việt Nam. Để theo dõi và biết thêm các thông tin chi tiết của chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo các kênh dưới đây.